Mỗi dịp Tết đến xuân về, cây quất lại được nhiều người lựa chọn để trưng trong dịp Tết. Để phục vụ nhu cầu của thị trường, trong nhiều năm qua thì ông Nguyễn Trung Thành ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tạo ra nhiều dáng thế đẹp cho cây quất, trong đó phải kể đến cây quất dáng lọ lục bình khổng lồ. Đây là 43 cây quất dáng lục bình của ông Nguyễn Trung Thành, mỗi cây cao từ 2 đến 3 mét, đường kính tán cây là 1,2 mét cây cân đối. Mẫu cây này được thiết kế hình dáng như những bình cổ trụ khổng lồ. Cây được phủ kín quả màu vàng đẹp mắt. Lá cây có màu sắc xanh tốt. Cây giống này nó người ta nếu mà như trước đây người ta trồng để cắt quả để bày Tết, nhưng bây giờ tiến lên là rồng lấy quả xong rồi gò lục bình để chơi thêm ngày Tết. Làm được cây quýt này là cái thứ nhất là phải rong cây nó khoảng 3 năm sau. 3 năm sau đến năm thứ tư thì bắt đầu làm được lọ lục bình. Nó cũng rất nhiều công đoạn. Mình rồng cây giống đi đến năm thứ ba bắt đầu đảo để lấy quả, bắt đầu nó thành quả rồi ta bắt đầu mới ghép, bắt đầu mới quấn, bắt đầu lúc đó mới là gò thành lục bình. Cây được chọn để tạo dáng bình phải có chiều cao từ 2 đến 3 mét. Để uốn cây thành dáng như mong muốn, ông Thành phải mất 4 năm để chăm sóc cây, 2 ngày để gò vào dáng. Vì là cây lộc bình to nên khi trồng, ông Thành cũng phải đảm bảo khoảng cách phù hợp cho cây. Cây cách cây 3 mét, hàng cách hàng 3 mét. Nói chung là bán được 25 triệu một cây, 50 triệu một đôi. Nhà tôi bán hết rồi. Những cây quất lộc bình khổng lồ này dự kiến sẽ được chuyển cho khách trước ngày 23 tháng 12 âm lịch. Thời gian trưng Tết cây quất là 3 tháng và trong năm tiếp theo, ông Thành sẽ tiếp tục tạo dáng cho những cây quất khác.